Tương lai của thủ môn Ederson xoay chuyển 180 độ trong vài tuần gần đây. Và việc thủ thành Brazil đi hay ở luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cổ động viên như chúng ta. Có quá nhiều luồng thông tin khác nhau được đưa ra trên mạng xã hội. Việc Ederson nhận được sự quan tâm từ Saudi Pro League hay ai sẽ là người thay thế anh, và việc City gia hạn với thủ môn số 2 Steven Odegaard ảnh hưởng như thế nào? Hãy cùng Man City Homie giải đáp trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là về câu chuyện tương lai của Ederson. Ederson gia nhập Man City vào năm 2017 với giá 34,7 triệu bảng từ Benfica. Thủ thành người Brazil đã giành được 14 danh hiệu lớn cùng Man City trong 7 mùa giải thi đấu tại đây. Ở mùa giải năm nay, Ederson có tên trong đỉnh xuất phát của Man City tổng cộng 33 lần tại Premier League. Anh phải vào lưới nhặt bóng 27 lần và giữ sạch lưới 13 trận. Tuy vậy, mùa giải của Ederson đã khép lại sau pha va chạm với Christian Romero của Tottenham khiến anh bị thương ở hốc mắt. Điều này khiến Ederson phải nghỉ thi đấu ở trận hạ màn mùa giải gặp West Ham và trận chung kết FA Cup. Không chỉ có vậy, Ederson cũng không kịp bình phục để tham dự Copa America cùng đội tuyển Brazil vào mùa hè này. Dù sao, Ederson cũng khó có thể lấy suất 3 chính ở đội tuyển Brazil vì không thể cạnh tranh với Alisson. Các câu lạc bộ tại Saudi Pro League đang quan tâm tới việc chiêu mộ Ederson. Được biết, thủ thành người Brazil đang cân nhắc những lựa chọn và anh được quyền định đoạt tương lai của mình. Hợp đồng của Ederson với Man City vẫn còn thời hạn tới năm 2026. Mùa hè năm nay là thời điểm lý tưởng để Man City bán Ederson và thu về số tiền chuyển nhượng tối đa. Giá trị của Ederson lúc này là xấp xỉ 34 triệu bảng. Trong lúc tương lai của Ederson chưa được làm rõ, thì Man City đã có một động thái khác, đó là gia hạn với Steven Odegaard. Odegaard chỉ là phương án dự phòng ở Man City, nhưng đã có 20 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa trước. Steven Odegaard đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với Man City. Trong một thỏa thuận giữ anh ở lại sân Etihad cho tới mùa hè 2026, thủ môn người Đức xứng đáng được xem là người hùng của nhà đương kim vô địch nước Anh. Anh đã vào sân sau khi Ederson dính chấn thương trong trận gặp Tottenham và thực hiện một pha cứu thua quan trọng trước Son Heung-min khi Man City giành chiến thắng 2-0 để tiến một bước lớn tới việc giành danh hiệu thứ tư liên tiếp. Kể từ khi tới Manchester City vào tháng 7/2022, Odegaard đã ra sân 34 lần, giành 2 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 1 Champions League. Tôi rất vui khi được ở lại Man City lâu hơn, Steven Odegaard nói khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với Man City trong một thỏa thuận giữ anh ở lại sân vận động Etihad cho tới mùa hè năm 2026. Đây là một câu lạc bộ bóng đá cung cấp cho các cầu thủ mọi thứ chúng tôi cần để phát huy hết khả năng của mình. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy có động lực và được thử thách, và tôi đã tiến bộ ở vai trò thủ môn kể từ khi đến đây 2 năm trước. Gia đình tôi đã định cư tại Anh, tôi yêu mọi thứ ở đây. Việc kiếp đồng mới giúp tôi có thể tập trung 100% vào mùa giải tiếp theo và hơn thế nữa. Chính giám đốc bóng đá Tikis Begiristan cũng ám chỉ rằng Odegaard có thể trở thành thủ môn số 1 mới tại Etihad. Ông nói sau khi gia hạn thành công với thủ môn người Đức. Gia hạn với Steven rất quan trọng đối với City. Anh ấy là thủ môn số 2 xuất sắc nhất mà chúng tôi từng có. Anh ấy cho chúng tôi chất lượng, sự ổn định và kinh nghiệm. Anh ấy là một thủ môn tài năng. Huấn luyện viên thủ môn Sami Marzicino của chúng tôi luôn nói với tôi rằng Steven giỏi như thế nào. Anh ấy rất khéo léo và rõ ràng kể từ khi đến đây, anh ấy đã đóng góp đáng kể vào thành công của chúng tôi. Hy vọng rằng anh ấy có thể tận hưởng mùa hè của mình và trở lại với sự tươi mới và sẵn sàng cho mùa giải 2024-2025. Nhưng thực tế cho thấy, Man City vẫn xem Odegaard là thủ môn số 1 trong các đấu trường cúp và sẽ là người cạnh tranh với Ederson. Bất chấp các đồn đoán tới Saudi và việc gia hạn Odegaard dẫn tới các đồn đoán tương lai của thủ thành người Brazil, Odegaard chắc chắn là một thủ môn giỏi. Nhưng City có vẻ vẫn chưa muốn chấm dứt hợp đồng với Ederson ngay lúc này và sẽ tìm cách giữ chân thủ môn người Brazil thêm thời hạn 1 năm nữa. Vậy nếu Ederson ra đi, thì liệu City có chi khủng để tìm người thay thế anh? Có thông tin cho rằng Man City sẽ chiêu mộ thủ thành Mai Magyar của AC Milan trong trường hợp Ederson rời sân Etihad hè này. Magyar đang có phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo của AC Milan và sẽ bắt chính cho tuyển Pháp tại kỳ Euro 2024 tới đây. Nguồn tin đó khẳng định rằng
lãnh đạo của Man Xanh đã gửi lời đề nghị 50 triệu bảng hỏi mua Mike Maignan nếu Ederson ra đi. Nhưng thật ra điều đó là không cần thiết. Việc City đã gia hạn với Ortega chứng minh rằng nếu Ederson ra đi, anh sẽ là số 1. Một cái tên quan trọng mà giám đốc Bikiristan có nhắc tới là huấn luyện viên thủ môn Xabi Masicido. Xabi Masicido là một chuyên gia đáng tin cậy của City. Ông đã ở Etihad gần 10 năm, luôn tham gia và đặt tiêu chuẩn cho các công cuộc tìm kiếm thủ môn mới của City. Chính Masicido là người đóng vai trò quan trọng trong việc câu lạc bộ ký hợp đồng với Ortega, làm việc với cả hai bên của thỏa thuận để thuyết phục cầu thủ này đến đâu, cũng như cho biết rằng câu lạc bộ anh ấy lựa chọn là đúng đắn. Pep đã nói về Masicido trong việc ký hợp đồng với Ortega như sau: "Chúng tôi ngồi xuống và ông ấy giới thiệu hai hoặc ba thủ môn và ông ấy nói tôi nghĩ đây là người phù hợp. Vì vậy tôi nói chúng ta đi thôi. Tôi không phải là một chuyên gia về thủ môn. Đó là lý do tại sao chúng tôi có một huấn luyện viên cho vị trí đó. Và như thường lệ, Xabi có con mắt tinh tưởng và anh ấy đã làm rất tốt. Nếu Man City muốn có thủ môn mới, City sẽ trông cậy vào Xabi. Việc ký hợp đồng với Ortega trong lúc anh là cầu thủ tự do của một đội bóng Bundesliga xuống hạng cho thấy việc City sẽ không quan trọng những cái tên đã có tên tuổi và đắt tiền. Miễn có sự chấp thuận của Man City, dù đó là thủ môn từ giải đấu nào, đội nào cũng ok với City." Và đó cũng là nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay. Hãy đăng ký và ấn rung chuông để ủng hộ chúng tôi nhé.